Resort Bốn Biển là một cái resort 3 sao tại Mũi Né. Và ở đây cũng là một cái nơi nghỉ mát sang trọng phục vụ cái nhu cầu của khách khi mà nghỉ dưỡng tại Mũi Né. Và cô chú anh chị và các bạn mình nhìn thấy đây là mặt trước của cái resort này. Thì ở đây là mình sẽ đi vào phía trong, cái khung cảnh ở đây rất là gần gũi với thiên nhiên. Và ở đây thì có 73 phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị tiện nghi như là điện thoại nè, rồi máy điều hòa, phòng khách tắm lớn và tivi truyền hình cáp, và có hồ bơi và nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của Việt Nam và đặc sản địa phương, và quầy bar thì được đặt ở hồ bơi và cạnh bờ biển luôn. Mình sẽ đi một vòng tham quan khung cảnh ở đây, thì cô chú anh chị và các bạn thấy cây xanh rất là tươi và tốt, và cảnh thì cũng rất là đẹp. Ở đây thì phòng ngủ thì có các loại hướng vườn nè, rồi hướng biển nè, bungalow gia đình hướng biển nè, có rất là nhiều loại dạng phòng khác nhau ở trong cái resort này. Và mình sẽ đi vào dọc cái con đường nhỏ này thì mình sẽ ra được tới tận biển, và đây ở trước mặt chúng ta là cái quầy bar. Và ở đây thì cô chú anh chị và các bạn là thấy là họ dựng cái cảnh tiểu cảnh cũng khá là đẹp, có cây thanh long, rồi có hoa sen, hoa súng, và ở đây những cái cây thì họ cũng trang trí cũng khá là bắt mắt. Và mình sẽ đi nhìn thấy đây là phòng, mình sẽ chọn một cái phòng mình đi vào mình tham quan coi là ở phía trong thì họ sẽ trang trí như thế nào. Và đây là khu vực hồ bơi cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào một cái phòng. Phòng này thì cô chú anh chị và các bạn thấy giá hiện tại mình đang vào thì đang là 1.110.000 đồng. Hướng vườn thì toilet thì cũng là đơn giản thôi, không có bồn tắm nằm mà chỉ có vòi sen thôi. Này là khách sạn 3 sao cho nên là cũng bình dân, không phải là hàng cao cấp, thì giá chi phí ở Mũi Né gì thì mình cũng có thể chấp nhận được. Ở đây được cái là họ decor trên cái giường đó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục ra ngoài để tham quan những cái phần khác. Ở đây thì mình vô cái phòng hướng biển. Thì cô chú anh chị và các bạn thấy là ở đây là cái giường rộng. Và mỗi buổi sáng khi mà thức dậy thì chúng ta sẽ thấy được khung cảnh xung quanh. Và ở đây thì có ban công này, có phòng tắm, nhưng mà không có cái bồn tắm hay cái mini bar, cái ghế ngồi. Phòng này diện tích là 25 mét vuông, mình sẽ có một giường lớn king size. Mình sẽ đi ra ngoài tham quan tiếp tục để đi xuống, chắc đây là hướng biển. Phòng hướng biển hôm nay thì có khách ở rồi cho nên mình chỉ quay được ở phía ngoài thôi, không có được vào bên trong. Cái này là bungalow gia đình hướng biển. Và mình sẽ đi dọc bungalow gia đình hướng biển, mình đi ra phía trước thì cô chú anh chị và các bạn thấy có một cái quầy bar bên cạnh biển luôn. Và mình bước xuống mấy bước là mình sẽ gặp được cái biển và tắm biển ở đây. Thì không khí ở đây cũng rất khá là trong lành và người phục vụ cũng khá là thân thiện. Thì đây cũng là một cái điểm mà khi mà cô chú anh chị và các bạn về Việt Nam hoặc là ở những tỉnh thành khác khi ghé về Phan Thiết ra Mũi Né chơi thì chúng ta có thể là chọn là một cái nơi để chúng ta tham khảo để mà chúng ta nghỉ dưỡng.
Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip sau, khi mà Tisu hướng dẫn về những cái đặc sản hoặc là những cái nơi nghỉ dưỡng tại Phan Thiết ạ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho Tisu.